Tại lễ công bố thành tựu hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng y học giữa Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutriCare và Viện Dinh dưỡng y học NutriCare Hoa Kỳ, đại diện Hiệp hội sữa Việt Nam cho biết, năm 2023, sản lượng sữa tươi của Việt Nam đạt 1,8 triệu lít, sản lượng các sản phẩm từ sữa ngày càng tăng cao, đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trong nước. Đồng thời, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến, nhiều sản phẩm sữa mang thương hiệu Việt đã đạt tiêu chuẩn quốc tế và có mặt ở các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động hợp tác quốc tế, từ đó nghiên cứu và phát triển công thức dinh dưỡng với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa ra trong chiến lược quốc gia về dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam. Các công ty là phải tìm cái hướng đi thích hợp với cái điều kiện của mình. Và như thế thì chúng ta mới phát triển được cái doanh nghiệp của mình. NutriCare đi một cái hướng khác, tập trung cái hướng vào các cái sản phẩm dành cho những người già, dành cho những người bị bệnh nền, có bệnh lý về bệnh nền, rồi các cái bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc là những trẻ em mà bị ung thư. Thì cho nên là cái hướng phát triển của NutriCare là đi đúng hướng. Cũng trong buổi lễ, NutriCare cùng báo Sức khỏe và Đời sống đã công bố chương trình hợp tác chiến lược 80.000 ly sữa dinh dưỡng dành tặng bệnh nhi ung thư năm thứ 2 cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội và Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.